Hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 và Năm Du lịch Quốc gia 2023 Bình Thuận Hội Tụ Xanh, sáng nay Chi hội Văn học phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Phan Thiết tổ chức triển lãm tập thơ Soi bóng Cà Ti kết hợp với triển lãm một số hình ảnh đẹp của quê hương Phan Thiết và phát động sáng tác văn học nghệ thuật năm 2023. Chương trình đã điểm lại các tác giả tác phẩm trong tập thơ Soi bóng Cà Ti với 120 tác phẩm đã làm nên tập thơ dày 180 trang. Các tác giả đã chia sẻ cảm xúc của mình về quê hương, đất nước qua những dòng thơ với nhiều thể loại khác nhau. Dòng Cà Ti, Bến Cồn Trà, Tháp Nước hay nhiều địa danh khác của vùng đất Phan Thiết yêu thương đã trở thành nguồn cảm hứng thơ ca, là nơi những người con quê hương luôn nhớ về với nhiều cảm xúc lắng đọng. Cùng với đó là những hình ảnh đẹp giới thiệu về văn hóa thiên nhiên và con người địa phương. Các đại biểu cũng đã cắt băng khai mạc phòng triển lãm thơ ảnh hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 và Năm Du lịch Quốc gia Bình Thuận Hội Tụ Xanh 2023. Đây là nguồn cảm hứng cho văn nghệ sĩ cũng như những người làm thơ và yêu thơ sáng tạo những tác phẩm chất lượng, tạo sức lan tỏa và giới thiệu quảng bá những nét đẹp của quê hương.